Chào tất cả quý anh em nha. Thì bữa giờ cái nhông km này anh em hỏi rất nhiều, mình bữa giờ mình không có hàng nha anh em. Thì nay có hàng lại rồi. Cái này anh em hư hoài à. Cái này nhiều xe bị hư lắm. Anh em có để ý xe anh em mà báo km mà lâu ngày nó không báo anh em. Đôi khi không phải do cái đồng hồ đâu nha, do cái này nè. Do cục dây với do cái này nè anh em. Cái này có 150 bộ à. Hàng xịn anh em nha. Hàng xịn, xi phe 7 màu cho anh em luôn nè. Thấy không? Nó sẽ có một cái nhông. Đây, nó lại một cái có chốt này đó, anh em thấy không, thì nó bắt vào cái này của rim Thái nha, thì ra anh em gắn rim Thái spare vẫn được thôi, nó cũng giống nhau thôi. Giá của nó thì là 150.000 một bộ nha anh em nha. Đó, cái này anh em nó lấy hai bộ mình free ship luôn cho anh em đi cho nó vui vẻ đi. Đấy, mới về hàng luôn anh em, về đợt này mình về nhiều nha, mình về 200 bộ lận thoải mái cung cấp cho anh em. Cái này mình mới khui có một túi nhỏ xíu ra, thì cái này là hàng zin nha anh em nha, hàng zin đời xưa nha, rất là đẹp, bằng sắt nha anh em, chứ không phải bằng nhựa nha, bằng sắt, bằng kim loại á, kim loại luôn. Đấy, rất đẹp, 150.000 một bộ nha anh em nha. Cái đầu này nó vát này, thì hai cái này nó sẽ bắt chung vào nhau để khi mà anh em chúng ta quay bán là nó sẽ ăn nha. Thì nhiều anh em hỏi mình là cái xe của anh em á, nó bị tình trạng là không có báo km thì do cái gì. Thì nó thẳng với anh em, cái đấy nó rất là nhiều bộ phận, nhưng mà một trong những cái mà hay bị nhất là cái này nè anh em. Tại vì lâu ngày anh em nó quay cái nó mòn hết răng luôn, nó mòn hết răng, đất cá nó vô anh em, nó mòn hết răng luôn, không còn miếng răng nữa đó. Mới nó quay nhiều anh em, ma sát nhiều, mòn hết răng luôn. Nhiều cái mình mở ra cái răng nó cùn hay cái gì nữa, thì lấy đâu mà nó báo chuẩn anh em. Nó báo chạy 50 mà nó lên có 10-20 à. Thì cái bộ này giải quyết được nha. Và cái này là hàng chuẩn, hàng xịn cho anh em nè. Đó, anh em nhìn anh em biết ha. Nên là cái này lên xe rất là ok. Cái giá của nó cũng tốt nữa, có 150.000 một bộ thôi. Thì nay về nhiều, anh em nào lấy hai bộ mình miễn ship cho anh em luôn nha. Một bộ thì mình miễn ship không được, nhưng hai bộ thì miễn ship ok. Anh em nào lấy hai bộ đi, mình miễn ship cho. Thì đó, cái này nó rẻ anh em. Rim, cái dòng rim đầu là anh em chơi được hết nha. Rim lùn nó quất được luôn. Đó, thì cái này thì mình thấy là kể cả xe anh em nó không hư, nhưng mà nó bắt đầu có dấu hiệu mà muốn hư là anh em mua về anh em hay cũng được. Tại vì cái này thì xe xài lâu anh em biết mấy cái nhông này mà xài lâu rồi nó mòn hết à, đâu còn cái nào còn nguyên đâu anh em. Mòn nó rồi tới thời gian nó cũng phải ra đi thôi. Nếu được anh em có thay mua về anh em thay. Thì cái này đợt trước mình về rất là nhiều, mình đã bán sạch luôn. Thì 2 tháng vừa rồi là mình không có hàng nha. 2 tháng vừa rồi là không có đăng cái này lên, không có đăng một cái clip nào liên quan đến cái này luôn, tại vì không có hàng. Nay nó về được thì mình đăng tranh thủ lên cho anh em mua ha. Đó, thì cái mức giá nó tốt, 150 bộ thôi. Anh em nào lấy thì liên hệ với mình. Rất là đẹp anh em ha. Nhông răng của nó nhìn đã lắm. Đó. Vậy là lên xe là cứ bỏ vô là chạy thôi anh em nha.